thì cái thức ăn nó sẽ bỏ qua cái giai đoạn dạ dày mà đi xuống ruột non luôn. Vì vậy cho nên là bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là nhanh no, rất là nhanh đầy. Và đặc biệt là những cái thức ăn mà khó tiêu thì nó bình thường nó tồn, nó vào trong đến dạ dày thì dạ dày sẽ giúp cắt nhỏ, nghiền nhỏ, tiêu hóa tiếp. Nhưng mà bây giờ thì cái dạ dày của mình cắt gần hết rồi, cho nên là thức ăn sẽ không có cái giai đoạn tiêu hóa và hấp thu một phần ở dạ dày mà đi xuống ruột non luôn. Vì vậy cho nên bố bạn có cái cảm giác đầy bụng, khó tiêu và không muốn ăn thì đấy cũng là một cái biểu hiện thường gặp ở những bệnh nhân mà bị ung thư dạ dày và cắt dạ dày. Ngoài ra thì bố bạn lại còn cắt một cái phần đuôi tụy nữa, và tụy là cái tuyến mà nó tiết ra cái men tiêu hóa để đặc biệt là tiêu hóa các cái chất béo, chất mỡ. Vậy thì chính vì thế cho nên nó cũng gây ra cái cảm giác là làm cho bố bạn không muốn ăn. Và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải lựa chọn các cái thực phẩm, thứ nhất là phải mềm, thứ hai là dễ tiêu, và đặc biệt quan trọng đấy là cái lượng thì ít nhưng mà cái chất dinh dưỡng thì lại phải nhiều, bởi vì là sẽ không ăn được nhiều vào một lúc. Giống như là chúng ta bình thường chúng ta có thể ăn 3-4 bát cơm, nhưng mà với bố bạn thì cái điều đấy là không thể. Vậy thì cái việc nuôi dưỡng cho bố bạn bây giờ chúng ta sẽ phải xác định là phải chi tiết tỉ mỉ hơn. Thay vì là một ngày 3 bữa chính thì bây giờ chúng ta có thể là phải chia nhỏ bữa ra. Và có thể là cứ 2 tiếng là phải cho bố bạn ăn một lần. Và như vậy thì cái việc mà chế biến nó cũng kích thích hơn. Và cái việc lựa chọn thực phẩm thì chúng ta cũng phải chọn các cái thức ăn mềm, dễ tiêu hóa. Thì bằng cách là chúng ta có thể là cho ăn cháo, ăn phở, ăn súp. Và nếu như ăn cơm thì chúng ta cũng nấu cơm mềm và nát. Và đặc biệt là các cái thức ăn giàu dinh dưỡng thì chúng ta nên lưu ý để lựa chọn. Ví dụ như là trứng, sữa là những cái thức ăn mà cái hàm lượng axit amin tốt rất là cao, axit amin quý rất là cao. Thế rồi thì hàm lượng các cái chất đạm béo nó cũng là ở một cái tỷ lệ cao và dễ tiêu hóa hấp thu nhất. Thế và khi mà chọn các cái thức ăn giàu dinh dưỡng như vậy rồi, bên cạnh các cái thức ăn là cung cấp đạm như là cá, là sữa, là trứng, cá thì có thể là chúng ta chọn các loại cá biển như là cá thu, cá hồi hoặc là cá sông, cá đồng thì nên chọn các cái loại cá tươi để chúng ta chế biến một cách rất là dễ ăn để cho bố bạn có thể có cảm giác thèm ăn hơn. Bên cạnh cái việc mà cung cấp chất đạm rồi thì chúng ta cũng lưu ý là với những người mà bị cắt cái phần tụy như thế này thì chúng ta cũng lưu ý là không nên chế biến các cái món rán ở nhiệt độ cao hoặc là nhiều món ăn xào rán thì nó nhiều mỡ và nó gây khó tiêu. Và chúng ta hãy cho bệnh nhân ăn dưới dạng là luộc, là hấp, là hầm thì nó sẽ dễ tiêu hóa và hấp thu hơn. Và đồng thời khi mà chế biến thì chúng ta cũng là cắt nhỏ và nấu kỹ. Thì như vậy là làm cho cái việc bình thường dạ dày chúng ta khỏe thì chúng ta có nhai dối một chút thì vào dạ dày nó tiếp tục nhào trộn với các cái dịch tiêu hóa để nó cắt nhỏ các cái chuỗi thức ăn. Còn bây giờ chúng ta không qua được cái công đoạn đấy nữa thì chúng ta sẽ phải chế biến kỹ hơn, mềm hơn, nhỏ hơn để cho nó dễ tiêu hóa, bởi vì nó xuống gần như là xuống ruột luôn rồi. Và bên cạnh cái nhóm thực phẩm là cung cấp tinh bột, protein và lipid thì chúng ta sẽ cố gắng là phối hợp cái chất béo động vật thì ít thôi, nhưng mà chúng ta tăng cường ăn dầu thực vật. Thế và đặc biệt rất là quan trọng đấy là rau và hoa quả để cung cấp đầy đủ các cái chất xơ cũng như là vitamin và khoáng chất cho bố của bạn. Và ở đây bạn có nói là dùng cái men sống hoặc là ven vi sinh để giúp cho bố bạn ngon miệng hơn thì nó cũng không hẳn là như thế. Cái men sống và men vi sinh thường là để dùng trong các trường hợp mà bị rối loạn tiêu hóa như là táo bón hoặc là tiêu chảy thì chúng ta dùng. Thế còn cũng có những cái sản phẩm men tiêu hóa nó cũng giúp cho mình ngon miệng hơn, nhưng mà cái quan trọng hơn đấy là các cái vi chất dinh dưỡng như là các vitamin nhóm B này, vitamin C hoặc là kẽm. Thì sẽ kích thích cái sự thèm ăn và ngon miệng. Thì có thể là chúng ta cũng cân nhắc, nếu mà bố bạn ăn không đủ được dinh dưỡng thì sẽ phải bổ sung đa vi chất để giúp cho cái việc cảm giác thèm ăn và ngon miệng hơn. Thì đấy là một vài lời khuyên. Bên cạnh cái việc ăn uống thì cũng nên động viên để bố bạn có thể duy trì cái tập luyện nhẹ nhàng. Bởi khi chúng ta vận động thì chúng ta mới cảm giác đói để mà có cái cảm giác thèm ăn. Thì đấy là một vài lời khuyên mà tôi muốn gửi đến bạn. Về
nghe thì tôi cũng được nghe. Về đối với tôi thì giáo sư Hương thực sự là một người thầy trong lĩnh vực dinh dưỡng, và với cái công việc của chúng tôi là công việc về điều trị ung thư tiêu hóa thì luôn luôn đồng hành với các cái chế độ dinh dưỡng, và cũng xin nói mở rộng thêm với các quý vị khán giả trong cái cuộc chiến đại dịch hiện nay thì ngay cả trong các bệnh nhân điều trị COVID và COVID nặng thì vai trò của dinh dưỡng đã được đề cập đến rất là nhiều, và trong các cái guideline hướng dẫn chúng tôi cảm thấy rất là mừng khi vai trò của dinh dưỡng đã có một cái vị trí ở trong cái gọi là cái gói điều trị tại bệnh viện, và thậm chí là tôi đọc trên báo là cái gói điều trị các cái chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng cho chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà rất là cụ thể, có những cái thực đơn mà chúng ta rất là khả thi. Thì tôi thấy rằng là như vậy, nói như vậy để thấy rằng là dinh dưỡng là một phần của điều trị. Thế thì trong cái câu hỏi của bạn Mai Hoa thì phần tư vấn dinh dưỡng của giáo sư Hương đã tư vấn rất là chi tiết, cụ thể. Thực sự là mình nói một từ nó văn hoa là như một người mẹ, rất là chi tiết. Thì nhưng mà dưới góc độ của bác sĩ lâm sàng thì tôi xin bàn luận thêm. Trong này bạn có nói là bố bạn bị bệnh GIS dạ dày. Đây là một cái loại bệnh về ung thư dạ dày và nhìn chung là có tiên lượng tương đối tốt. Và vấn đề là ông đã cắt gần phẫu thuật gần toàn bào dạ dày, rồi lách để đại tràng, thân đuôi tụy. Như vậy thì trong cái câu chuyện cụ thể của bố bạn thì bạn phải lưu ý một chút là cái cảm giác ăn mất ngon vân vân có thể ảnh hưởng đến cái việc mà cắt một phần tụy là cái nơi tiết ra insulin và các cái hormone khác để giúp chuyển hóa. Thì trong ung thư dạ dày nói chung, trong cái phẫu thuật ấy, thì cái việc mà dạ dày thực ra nó là gì, là một cái túi để đựng thức ăn. Thì khi sau phẫu thuật ung thư dạ dày thì rất là cần quan tâm đến hội chứng dumping, là cái hội chứng nó có thể xảy ra sau khi mà phẫu thuật cắt dạ dày và cái thức ăn nó được di chuyển từ thực quản, đáng nhẽ nó phải lưu lại trong dạ dày như giáo sư Hương nói là để nhào trộn co bóp rồi thì các cái dịch vị dạ dày này nó nhuyễn hóa thức ăn ra và nó chuyển xuống cái đoạn dưới của ruột để tiếp tục hấp thu. Thì bây giờ cái túi thức ăn này nó bị cắt đi thì thức ăn nó có thể di chuyển rất là nhanh từ thực quản xuống dưới ruột thì nó gây ra cái hội chứng dumping. Trong cái hội chứng dumping đấy thì nó có những cái triệu chứng mà trong này bạn có lưu ý có mô tả là bố em hay bị chóng mặt nhiều. Bạn thì nói là vì huyết áp thấp, nhưng tôi cũng đề phòng rằng là có thể là do cái cách mình ăn uống chưa đúng thì có thể gây có cái hội chứng dumping. Nhìn chung hội chứng dumping này nó không quá là đáng nguy hiểm, nhưng mà trong những trường hợp mà nó cũng có thể gây ra những triệu chứng như xây sẩm mặt mày, nhịp tim nhanh, thậm chí là ngất xỉu. Còn những cái triệu chứng thông thường là bệnh nhân thường vã mồ hôi, đau bụng, tiêu chảy. Vừa mấy hôm kia thì tôi cũng gặp một bệnh nhân như vậy, mặc dù tôi đã tư vấn rất kỹ, thậm chí là cho bệnh nhân một list các cái điều cần quan tâm sau khi phẫu thuật cần phải làm gì, nhưng mà bệnh nhân chắc là họ cũng không dành nhiều thời gian, mặc dù bác sĩ dặn rồi nhưng họ cũng không dành thời gian để đọc. Hôm sau tôi khám lại thì bệnh nhân có nói là em uống sữa, sau đó em vã em mồ hôi ra, xong rồi em đau bụng, tất cả các triệu chứng rất giống hội chứng dumping. Thế thì khi bác sĩ giải thích thì xong, bác sĩ có yêu cầu là cho bác sĩ xem lại cái lời dặn dò về sợ, biết đâu là mình copy paste mình thiếu một dòng thì nhìn ra là đúng là dòng số 5 bác sĩ dặn ghi rõ là không nên thay đổi tư thế đột ngột sau khi ăn vân vân. Thì còn nói đùa với bệnh nhân là như thế là hôm nay bác sĩ trừ một điểm vì tội không học bài. Thì bệnh nhân rất là vui vẻ, nhưng cũng xin lưu ý với bạn là ngoài những cái chế độ dinh dưỡng như giáo sư Hương đã tư vấn thì các bệnh nhân đã phẫu thuật ung thư dạ dày nói chung nên lưu ý đến cái vấn đề là cái hội chứng dumping sau khi phẫu thuật cắt dạ dày một phần hoặc là cắt một phần lớn. Thì đó là cái hội chứng nguyên lý chung của nó là do cái thức ăn nó di chuyển quá nhanh xuống dạ dày, nó cũng kích thích đến vùng tụy, thay đổi cái sự tiết ra insulin và có những cái cơ chế khác như có thể kích thích đến đám rối tạng để làm dẫn đến thay đổi những cái phản ứng. Tôi có thể nói một cách dễ hiểu là các cái hệ thống, các cái phản ứng về chuỗi thần kinh làm cho bệnh nhân có những cái triệu chứng như nêu trên, và các bạn cũng có thể là tham khảo thêm cho các cái phương tiện truyền thông để hiểu về hội chứng dumping hơn nữa. Và cái này thì chủ yếu là chúng ta phòng ngừa thôi, thì cũng không quá, nếu có xảy ra thì cũng không quá lo ngại, nhưng mà chúng ta phải biết cách khi ăn thì ăn từ từ, chia nhiều bữa nhỏ, và đặc biệt là không thay đổi vị tư thế ngay lập tức sau khi ăn. Ví dụ đang ăn ai gọi ới ở ngoài cổng là chạy vụt đứng dậy để đi ra mở cửa, thì là chúng ta cũng hết sức là lưu ý. Thứ hai nữa là khi mà cắt toàn bộ dạ dày thì dạ dày là cái túi thức ăn, và muốn ra khỏi được cái túi đó thì nó có một cái cơ thắt là cơ thắt môn vị. Thế khi cắt đi rồi thì thức ăn sẽ nó không có một cái chỗ để giữ lại được nữa, thì các bạn hết sức là lưu ý. Giống như giáo sư Hương nói là chia nhỏ bữa ăn thì chúng ta cũng phải chú ý là cũng không ăn những thứ quá sơ. Ví dụ như là Tết chẳng hạn, thèm quá ăn một tí măng, tôi nói như vậy không có nghĩa là ăn măng là sai, nhưng vấn đề cả một cái miếng măng lưỡi lợn nhai trẹo nhai chạo nước chừng. Thế là nó có thể đi xuống dưới đường tiêu hóa, đáng nhẽ nó phải nằm ở dạ dày như cái túi đựng thức ăn ấy. Rồi tiêu hóa thì bây giờ không còn cái túi đi nữa, nó có thể chui tọt xuống dưới ruột thì nó sẽ có những cái nguy cơ như là tắc ruột do bã thức ăn vân vân. Thì chúng ta hết sức lưu ý trong cái quá trình chế biến thức ăn cho người bệnh đã cắt đi một cái phần dạ dày. Thế còn sau này bệnh của bệnh nhân ổn định, dần dần cơ thể mình sẽ có cái cách thích nghi để mà nó giãn dần các cái đoạn ruột ra, thì cái bữa ăn của bệnh nhân sẽ cái phần ruột mà được tạo hình ấy nó sẽ giãn ra gần như một cái dạ dày thay thế, thì dần dần mình sẽ thích nghi.